Hello everybody, this is Hello. my lunch. Hello. Hello. Xin chào các bạn, hôm nay mình ăn trưa đây. Các bạn mời các bạn ăn cơm trưa với tụi mình. Đây là thịt heo. Đây, thịt heo nè. Chop chop đấy. Right. Chop chop. Chop chop rồi chop. Right. Này bà xã mà cắt chuối vào trong mà cơm. Khoai soup, not khoai khoai. Khoai môn. Khoai môn soup. It's a taro root soup. Okay, and this one is seaweed. Seaweed. Seaweed roast from Korea. Yes. Forty. It's very hot. Even very freaking hot. Very hot. One is extra. This sticky rice sausages. Two kind of sausages. What this one? Sausages from the USA. This one is from Vietnamese. Right. Vietnamese sausages. Yeah. Lapsu. Another lapsu. Yesterday. And nape. Khoai môn, cái khoai môn. Khoai môn. Khoai môn. Màu bỏ lên nè. Nên chứ cái. From a garden, mint. Mint? Mm-hmm. Mint. Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. 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 Mint. Homegrown mint. Mm-hmm. Very good. Mùng nấu với tôm. Mm-hmm. Oh yes, Tom. Khoai môn các bạn. Bữa ăn trưa đạm bạc. Bà xã rồi. Sắp chuối nữa. Chuối rồi nè. Chuối ăn thêm. À, chuối nè. Homegrown banana. Believe it or not. Chuối ở nhà trồng. Xạo xạo quá. I know. Bữa qua coi ở trong YouTube ở Việt Nam gì rồi. Bà con ra đổ ra phố bùi viện thì đầy nghẹt luôn. Cái mùa dịch nữa. Mà Việt Nam mà thấy thoải mái quá. Thấy rồi mình ai nấy rồi mình ra nhảy tưng tưng. Bu lại rồi coi cái người ta giới thiệu hãng bia Heineken thì mình cứ mua bia về ở nhà nào uống nhưng mà được rồi chứ hơi xuống nào ra ngoài nó nhảy tưng tưng ra làm gì tụ tập đông người quá. Nhà nước không cấm không.
Rồi biết được, bây giờ quá tự do rồi các bạn. Quá tự chủ rồi. Hôm nay là mình vẫn còn lockdown tới 21 rồi. Ý tới, đúng rồi. Trước là tới 13, giờ nó đem nó kéo dài là tới 21 luôn. You ever seen PA plants? No. PA plant? Okay, so I must be in Thailand. Yes. Neat. Never saw before. I'd like to go to Thailand. I'd like to go to Thailand. Everything. PA plants. Never seen before. I'd like to go to Thailand with the clean. Just give a seaweed in. Yeah. Sống ở bên Mỹ các bạn, mình là dân Canada, mình là dân Canada. Mà lại rằng lại khi mình mấy năm trước mà có về đâu chứ có kỳ động Trump cũng tắt cử luôn, mà màn hai được hai với bầu cử của ở bên Mỹ mắc cười quá, năm nay sẽ mắc cười đúng là mình á, nước Canada nước trung lập các bạn không, cộng sản cũng chơi rồi, tự do cũng chơi cũng gì không cũng làm đá đó, không nhầm gì không. Nước trung lập Việt Nam mình trở thành nước trung lập cũng được. Khi cũng chơi á, miễn sao mình dân giàu nước mạnh đó. Các bạn thấy không? Ở Canada nào lục lội ở đây là nó đều có ngân sách để hỗ trợ hết. Hỗ trợ cho mỗi người là 2.000 đô mỗi khi bị lục đó các bạn. Lục ở đây luôn. Sao? Nhà cửa mà hư hại thì có insurance, có bảo hiểm nó trả hết á, không đó. Còn mỗi người dân là được 2.500 đô đó. Nhưng mà ở đây ít lục lắm các bạn, hiếm khi mà lục, không vậy mà đâu có ai mà đâu có cần phải đi xin sổ nước ngoài để trợ giúp không. Nó dân giàu nước mạnh là vậy đó các bạn, ta tự lực cánh sinh, không có cần phải hỗ trợ. Mỗi khi mà có thiên tai rồi, đúng không, người ta không có đi xin xỏ nước ngoài. Nói chung ra cái lòng tự trọng, cái lòng tự trọng ở cả là cao, là họ ít khi nào bị xin xỏ. Người trong nước lo mà, ví dụ như có việc thiên tai đây đó, là những người trong nước là đã bỏ tiền ra người ta, ví dụ bỏ là 5 đồng là nhà nước phải hỗ trợ 5 đồng để cứu nạn á, đúng không? Cho nên đây nó vậy đó, nó không có đi sinh sản nước ngoài. Không có đi sinh sản nước ngoài, thì cái nước chậm tiến, lạc hậu á, thì họ có đi sinh sản nước ngoài các bạn, không? Cũng không đi sinh á, tự động thế giới người ta thấy tội người ta giúp đỡ liền, không đi sinh, không có sinh, không như là Philippines cũng vậy, bị trận lụt hồi xưa đấy, bão, bão
biển vô hơi kẹn, vô đâu có sinh, nhưng mà người ta là tự động người ta thấy trên tất cả nước, người ta thấy là ta giúp liền. Lào cũng vậy, Lào cũng bị xả nước lụt đó, thì Canada cũng giúp, đúng không? Nhưng mà Lào nó không có sinh, không có nói, người ta tự động vô, ta giúp rồi, lúc nó còn từ chối nữa. Đó là vậy vậy đó, người ta có cái nhân phẩm của họ, họ không có đi sinh. Còn Việt Nam mình thấy mà sinh sổ quá chừng luôn. Đấy, hở có cái gì thiên tai, nhân tai gì đó là hay là chính phủ kêu gọi các nước còn phải không? Hỗ trợ. Đó là như vậy đó các bạn. Cái trình độ người ta nó khác, cái nhân phẩm của nó khác. Một nước ta mà muốn ra Việt Nam thì mà giờ cứ chia ra nhiều thành phố, nhưng mà không làm gì đó, quanh quẩn từ đó cứ đưa lên hết thành phố đi, cũng không giúp đỡ gì được á. Năm mốt rồi tới quận Gò Vấp cũng đưa lên thành phố luôn, thành phố trong thành phố, rồi Củ Chi gì cũng đưa lên thành phố hết luôn, rồi Nhà Bè cũng lên thành phố luôn, vòng vòng Giang Đô của Sài Gòn là đưa lên thành phố hết. Chia ra phần chia ra từng ra thành phố hết, cái gì cũng lên thành phố hết, nào cũng thành phố hết, những cũng lên thành phố hết. Muốn tạo dựng thành phố hạ tầng phải có, không ăn được vào một tiền xã hội mà tiền xã hội cho những người bệnh tật, nhà cả nè, phải hỗ trợ đó. Trước tiên muốn lên thành phố khoảng những cái hạ tầng đường. Các bạn nghĩ là lên thành phố xây nhà cao, mấy nhà cao ngút ngưỡng vậy đó là kêu là thành phố đâu, đó đường không được, rạn nứt nè, đường phố phải mà láng o đó, điện có là đủ, lúc rồi tắt, lúc rồi cúp điện, lúc rồi không, rồi nước uống sinh hoạt đó, nước sinh hoạt đó phải bắt buộc mở ra là chảy ào ào như là thác vậy, thành một vòi mở nước ra, nước chảy như thằng làm đá rồi thôi, là thành phố nổi gì, đúng không? Nước phải tinh khiết lọc đàng hoàng, dân sử dụng cũng phải là thành phố. Những thực phẩm á phải an toàn, nhưng mà nhà hàng quán xá phải ngăn nắp sạch sẽ bình dân đó, đó là thành phố các bạn không. Đến đây á chợ búa thực phẩm nhỏ, các bạn ở thành phố mình hay có các bạn qua thành phố Calgary, Vancouver, Toronto chẳng hạn, xa vậy cả mấy ngàn cây số, nhưng mà cái giá thị trường á, giá thịt nó vẫn y chang với nhau, nó không có lên xuống, nó không có là thay đổi, thực phẩm nó không có thay đổi, giá trị thực phẩm nó không có theo vùng miền, không có theo
Mình phải lớn nhỏ vậy. Nào cũng bạch đó. Rồi nó còn theo cái mức lương của người công nhân làm ra nữa. Nó tính là mà bạn cũng trả tiền lương cho mình á, trả lương giờ. Lương giờ đó, cho nên nó tính ra hết rồi, là anh tính ra mà đi làm ăn ngủ ra sao đó. Đó thì làm nó tính hết rồi mất tiền bướng nhà, tiền trả tiền nhà chẳng hạn vậy, mua nhà vẫn trả tiền nhà, trả góp mà. Khi mà trả xong nhà phải trả tiền thuế đất mà, thuế nhà, rác nè, rồi điện nước, rồi lò sưởi nữa nè, rồi tiền insurance nhà nữa. Lòng nghĩ bên đây trả xong nhà là xong rồi đó. Trả xong nhà, trả xong cái nợ của nhà băng, mình vẫn còn những thứ để mình trả. Nói cho nên cái nào muốn lên thành phố là phải có cái lương công nhân ở Việt Nam mà những tháng. Ví dụ là đồng quân ra đây 5 triệu à, một tháng. Đồng quân ra đây 5 triệu một tháng à. Thì làm sao mà từ nhà ta, từ ở mấy tỉnh ta tới ta mướn nhà ăn uống nhiều tiêu vặt à, tiền à. Các bạn, những người trẻ nếu mà làm thu nhập thấp ấy, ra xin tiền trả chính phủ trả internet phi luôn á các bạn, không phải không đó. Rồi ở đây chính phủ rồi cho người già tiền để mua uy tín. Bảo hiểm sức khỏe của người già là họ có 5.000 đô trong 5 năm để họ về tiền răng đó, răng cỏ đó, 5.000 đô trong 5 năm, kiến thì 250 đô, kiến làm mình làm kiến đó, kiến lão, kiến cặp thị đó, 250 đô trong 3 năm. Những người mà thu nhập thấp á, già về hưu á, họ có tiền, tiền chính phủ á, tiền tiểu bang à, tiền già, tiền tiểu bang à, họ sẽ phụ cấp thêm cho cái người mà thu nhập thấp nữa. Là nó, nếu mà muốn ra thành phố là vậy á, mình phải có đủ những cái điều kiện như vậy mới kêu lên thành phố. Lên thành phố rồi xây mấy cái nhà lầu cao lên rồi đó, rồi còn những cái công ty á, sản xuất á, là phải dời ra ngoài ngoại ô hết, kêu là thành phố. Chứ thành phố mà công ty sản xuất thì nó nằm ầm ầm kế bên nhà dân thôi rồi, sao kêu thành phố được không? Thành phố là những cái ở đây, những cái lầu cao ở đây đó các bạn, không phải là nhà, không phải là nhà ở riêng không đâu, văn phòng ở trong mướn đó, đó là vậy đó. Cao 1.000 là ở đây là những cái cao văn phòng không à, cho thuê văn phòng trên đó. Còn những nhà ở nó
công ty ở đây, nhưng mà chỗ mà phát ra và làm việc á, ra là những nhà máy ở ngoài ô thành phố đó, không ở trong thành phố. Còn Việt Nam mình đây đó đủ thứ. Bán hàng khi nào Việt Nam á bỏ được cái mà kinh doanh tại nhà đó thì lúc đó là mới bằng ở đây được các bạn. Cái nhà ở cho mướn làm kinh doanh này nọ phản tác dụng ở phần thành phố, cái đó giống như thị trấn. Những cái thành phố lớn các bạn thấy không, là chúng ta ở khác, kinh doanh nó khác. Người ta làm cái kinh doanh đó, người ta phải về nhà người ta ngủ, ra ngoài ai mà không có trong bướng mặt bằng gì đó, không nhà ở rồi, còn kinh doanh chỗ khác. Không ai rồi cho nhà tư nhân mà trong bướng á, ở thành phố. Nếu Việt Nam mà bỏ được những nhà trong mướn để làm kinh doanh này nọ thì mới bằng được bên đây. Thế nói là Việt Nam mà trăm năm biết bằng lên đây chưa nữa. Cái nhà ở với yên lặng như các bạn thấy không, nhà ở rất yên lặng, không nghe ồn ào vậy, không biết xe còi xe gì hết, mở nhạc cho hàng xóm nghe. Từ thành phố đó là như vậy. Giờ Việt Nam cũng mở ra nhiều thành phố rồi, Hóc Môn, Hòa Điển giờ lên thành phố rồi cũng vậy, không có gì thay đổi. Phố mà phố nó một tí ít trên chúng tôi quốc khi nói đấy. Yes. Cái này là xôi này nó làm bữa qua là bà xã bà làm chuối chuối nướng các bạn, nấu nhiều quá, bà xã làm nấu xôi làm bằng chuối nướng nhiều quá, làm chuối nướng hôm qua ăn một trái rồi, còn một trái bà xã cắt đâu rồi. Cái này nó nay bây giờ có đưa Thủ Đức lên thành phố nữa cũng khó. Học Môn lên thành phố luôn, cái học chỉ cái bề mặt thôi, nhưng mà chắc ra là hạ tầng không có, hạ tầng lo đời sống lo cho người dân là không có. Và những người về hưu là đâu có tiền giống như bên đây đâu. Ta coi về cái đời sống, từ tiền về hưu ở đây là mỗi năm nó tăng trưởng theo vật giá các bạn, không? Cho nên tại sao mà ở đây là như vậy. Ở đây dù có người mà lương thấp tới về hưu và lương thấp thì họ vẫn mà có tiền họ đi chơi các bạn, họ đi du lịch bảo quản được cái đời sống của họ, không có tiền để đi du lịch, không có tiền để dành này nọ đủ thứ hết nào là như vậy. Ở Việt Nam mình không 70-80 tuổi vẫn còn gồng gánh mưu sinh. Thank you.
lo dân đó các bạn. Người ta đây người ta lấy thuế về rồi sao? Ví dụ ở đây bắt buộc phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe các bạn, đừng có nghĩ là free. Thì free thì mình lớn tuổi rồi, già yeah. Hoặc là 18 tuổi bắt buộc trừ thẳng vào trong lương của mình mà. Nhưng mà cái tiền đó là sao? Là nuôi những người già, lấy người trẻ nuôi người già. Rồi khi mà cái người trẻ lớn lên thì người trẻ thế hệ sau sẽ nuôi cái người đó. Là vậy đó, là thuế. Nói thuế vô cầu đường, nhà cửa cho người già ở nữa. Chứ không phải là vì lương lão, bị lương lão khác nữa mà các bạn. Rồi luôn, xây những nhà cho người già ở. Thì người già trả tiền, như là trường lớn nhà đó, bao nhiêu đó. Rồi những người già đó, thì họ vô những cái community, là cái cộng đồng về hưu khác nữa. Vậy mình phải có tiền đó, trong mình phải của mình phải 500 ngàn. Tài khoản mình phải trên 500 ngàn, vô mấy cái chỗ đó. Còn ở đây là nhà nước xây nhà cho những người già ở viện dưỡng lão và khác nữa. Viện dưỡng lão mình phải vô đó trả tiền nhiều lắm các bạn. Tháng là trả phải 10.000 đô đó, trong bài dưỡng đó, những cái viện dưỡng lão đó. Đừng nghĩ là viện dưỡng lão ở đây là con cái. Viện dưỡng lão chưa chắc con cái lại đó. Không có tiền để cho vô viện dưỡng lão đó các bạn. Đừng nghĩ như vậy. Dưỡng lão đây phải có tiền vô đó. Không phải không? Lương phải không? Phải tới mức nào nó vô viện dưỡng lão. Những người đó, có cha mẹ ở chung với mình đó, có già chết luôn á, nó những người đó không có đủ cơ hội để đưa cha mẹ vô viện đạo. Anh thấy đó, chẳng phải là có hiếu cái đất vậy á. Ở đây là cha mẹ vô những cái nhà của người già. Thật ra các bạn, mà những người già ở thì con cái không có được ở nữa. Trading partner này nọ không?
bán cho khắp thể thế giới. Nhưng mà cái người nông dân đó, họ trực tiếp nhà nước thu mua của họ từ giá thị trường, giá của trade đi nữa. Rồi á, nhà nước cho xuất cảng, phải không? Nếu mà ví dụ bị, ví dụ như bây giờ tụi Trung Cộng nó không mua dầu dầu ăn á, cái loại mà cái bông cải vàng vàng mà để làm ra dầu ăn ấy các bạn, à, không mua thì nhà nước đây đã lấy thế của những nông dân đó từ lâu rồi, phải không? Họ xuất tiền ra, họ đền bù cho cái người dân bị thiệt hại về về bán không được, mua bán không được, đó. Họ sẽ bỏ tiền ra để họ giúp đỡ người nông dân đó. Ở đây có hiệp hội nông dân đây nó mạnh lắm các bạn. Ở hiệp hội nông dân này có những người họ có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân. Rồi nông dân đây đó nó cũng có những cũng có bằng đó, có bằng về khoa học này nọ. Nông dân đây chế tạo cơ khí. Nên ở đây các bạn những cái dụng cụ ở đây mỗi năm mới thay đổi, năm trời ôm một đống đó, những cái máy cũ này nọ, máy gặt, máy sấy, máy gieo hạt này nọ cũ là nó quăng rác ra, nó bán cho những cái nước kiệt tiểu. Vậy mỗi năm mỗi khác đó các bạn, nó sử dụng nó cả sắt lại luôn. Nó đi chăn bò mà nó dùng máy bay thực thăng nó chăn bò, các bạn phải hiểu là sao à, không? Rồi nó đi rải lúa đó, bên Mỹ đó, cái vùng mà Arizona, no, cái vùng mà California nó trồng gạo, mình ăn gạo đó, là mua gạo Mỹ đó, là trồng tại California các bạn. Cái dùng máy bay bà già nó rải hạt, nó gieo hạt bằng máy bay. Không phải là như mình đâu đó. Là vậy đó. Kỹ thuật bốn chấm không là vậy á. Còn Việt Nam mình kêu là 4.0, không hiểu đất gì về 4.0 đó. À, mình chắc 0.4 cơ mà. À, cho nên á, phải hiểu về vấn đề đó, cho nên tại sao những người ở Việt Nam mà không trong 4.0 mà họ không hiểu đặc biệt mấy điều mà không 4.0 là gì, và 4.0 họ bị nhạt, nhưng không là đã 4.0 rung rầy nào 0.4 nữa các bạn. Mọi người xây dựng cái hạ tầng của trung cư cũng chưa có rồi chứ. Quan điểm giữa của mình thôi, chứ không phải mình không có đáp án. Mà hy vọng ngày đó nào đó mà khoảng chừng vài chục năm nữa, chắc cũng khoảng 30-40 năm nữa gì ở Việt Nam sẽ đuổi kịp Lào, Campuchia và Thái Lan, Singapore, còn Nhật với Đài Hàn thôi khó. Have a great year. Bye. Bye.